2024, ác quỷ dê Hàn Quốc tấn công mạnh mẽ. Nó đã nhập vào cơ thể của một cô gái nông thôn. Linh mục mang theo hy vọng của cả làng đến để trừ tà, nhưng quái vật dê hoàn toàn không coi linh mục ra gì. Trong lời nói chỉ toàn là sự chế nhạo và xúc phạm, thậm chí còn nhổ nước bọt về phía linh mục, thậm chí còn nhổ nước bọt đặc biệt: "Tôi là Baphomet. Ta sẽ đưa các ngươi, những con người đáng chết, xuống địa ngục. Kế hoạch của ngươi đã thất bại, Baphomet. Ở đây ngươi chỉ có thể chịu đựng đau khổ." Đám người ngoại quốc đáng ghét này đến cái làng tồi tàn này để tìm kiếm cảm giác tồn tại gì. Linh mục lau nước bọt trên mặt, ngay lập tức ông ta vô cùng tức giận, vừa niệm câu thần chú trừ tà, vừa đặt thánh giá lên đầu ác quỷ: "Ta ra lệnh cho ngươi nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Ác quỷ độc ác lập tức biến mất khỏi vùng đất này. Con dê quái lập tức kêu la đau đớn. Nghi thức trừ tà đã kết thúc, con dê quái bị tạm thời kiềm chế. Nhưng không ai ngờ rằng, một chàng trai đột nhiên bước tới, vừa đúng lúc đạp lên dấu ấn trên mặt đất. Không còn sự kiềm chế của dấu ấn, con dê quái lập tức hồi sinh đầy sức lực, đã bắn bay cây thánh giá trên trán. Cây thánh giá bay như viên đạn, vừa đúng lúc trúng vào trán của một chàng trai khác. Chàng trai tội nghiệp đã gặp Chúa từ đây. Con dê quái thấy linh mục không làm gì được nó, càng ngày càng kiêu ngạo và ngông cuồng. "Loài người ngu ngốc, ta sẽ thiêu sống các ngươi. Thiêu chết, thiêu chết, thiêu chết." Khiêu khích của con dê quái, linh mục tức giận tột độ, không thể nhịn được nữa, thậm chí đã rút ra một khẩu súng lục, muốn tiêu diệt con dê quái ác này bằng vũ lực. Quái vật dê lập tức hoảng sợ vô cùng, bởi vì viên đạn trong súng là viên đạn bạc đặc chế được thần linh ban phước, có thể phong ấn quái vật dê vào địa ngục, giá phải trả là hy sinh cô gái làng tội nghiệp bị nhập hồn. Thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, 6 thanh niên lái xe đến nhà nghỉ trong rừng, nhưng vô tình đã đâm chết một con dê đen. "Dừng xe." Nhưng vô tình đã đâm chết một con dê đen, 6 người trên xe xuống kiểm tra, không những không có chút hối hận nào, thậm chí còn chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí còn vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm, rồi rời đi, ngay lập tức rời đi. Cách làm thiếu tôn trọng sự sống như vậy, sẽ khiến họ hối hận không kịp. Trong khi đó, ở một góc khuất nào đó, bùa chú vốn dùng để phong ấn quái vật dê, bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đầu dê. 10 phút sau, hai anh em ruột lái xe qua cùng một đoạn đường, vừa đúng lúc cắn qua xác con dê đen. Đừng nhìn vẻ ngoài dữ tợn của hai anh em này, nhưng trong lòng họ lại rất thuần khiết và tốt bụng, chuẩn bị nâng xác con dê đen lên xe mang về, sau đó sẽ chôn cất cẩn thận. Nhưng không ngờ, phía sau lại có một chiếc xe cảnh sát đến. Các cảnh sát trên xe khi thấy túi đan đầy máu trong tay họ, lập tức trở nên căng thẳng cao độ, cộng thêm vẻ ngoài dữ tợn của họ, thật khó để không nghi ngờ đây là đang giết người vứt xác. Hai viên cảnh sát lập tức dừng xe, ngăn cản hai anh em, nhưng sau đó nhìn kỹ mới phát hiện trong túi chỉ là một con dê bị đâm chết. Sau khi hiểu lầm được giải tỏa, hai bên chỉ còn cách chào tạm biệt và rời đi. Hóa ra hai anh em muốn sống cuộc sống ẩn dật trong rừng, chuẩn bị mua căn nhà nhỏ trong rừng này. Thật trùng hợp là 6 người trẻ tuổi đã đâm chết con dê đen, căn nhà nghỉ mà họ ở cũng vừa khéo ở gần đó. Hai anh em đã mua căn nhà nhỏ. Khi dọn dẹp nhà cửa, họ tình cờ phát hiện ra một cái hầm, và trong cái hầm đó, thật bất ngờ có một hình tròn kỳ lạ. Không sai, đây chính là dấu ấn của con quái vật dê, cũng chính là cái hầm mà linh mục đã trừ tà. Sau khi hai anh em xem xét, họ lại phát hiện ra trên cái tủ bên tường có một bức tượng thiên thần được làm bằng vàng, trong tay thiên thần còn cầm một khẩu súng lục bằng bạc. Hai anh em vui mừng khôn xiết, thật sự là kiếm được món hời. Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, hai anh em lại chôn xác con dê đen ở một sườn đồi gần đó. Trong khi đó, 6 người trẻ tuổi ở căn nhà nghỉ gần đó đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong số đó, một cô gái đã bước ra khỏi nhà và đến bên hồ, hét lên để giải tỏa cảm xúc. Thật trùng hợp, hai anh em không có bữa tối, đang câu cá không xa, cô gái lại không hề nhận ra. Ngay lúc đó, hai anh em bỗng câu được cá. Cô gái nghe thấy tiếng động và quay đầu lại, nhưng lại thấy một cảnh tượng rất kỳ quái. Rõ ràng, tư thế câu cá của hai anh em khiến cô gái hiểu lầm rằng họ là biến thái. Vừa định chạy thì không may bị vấp ngã xuống hồ. Cô gái không biết bơi, nhanh chóng chìm xuống nước. Anh trai trong hai anh em đành phải bỏ cần câu và nhanh chóng nhảy xuống nước cứu người. Một lúc sau, cô gái được cứu lên, nhưng lại không nhúc nhích. Họ đành phải tiến hành các biện pháp cấp cứu. Anh trai ấn vào phổi của cô gái, em trai thì chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo. Nhưng không ngờ rằng, cô gái bỗng nhiên tỉnh lại, hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Cô gái đánh ngã họ rồi quay người chạy trốn. Nhưng không may, cô lại ngã lần nữa. "Đây là đâu vậy? Tránh ra, làm đi." Nhưng không may, cô lại ngã lần nữa. Tiếng kêu của cô gái giống như tiếng heo bị giết, đã thu hút sự chú ý của các bạn đồng hành. Vừa lúc nhìn thấy hai anh em đang khiêng cô gái đi, điều này lại gây ra một sự hiểu lầm lớn. Họ đã coi hai anh em là kẻ bắt cóc. Ban đêm, thời tiết vốn dĩ trong lành, đột nhiên gió nổi lên, sấm chớp vang rền. Con dê đen bị chôn vùi, thậm chí còn thò ra một cái móng. Trong căn nhà nghỉ, các bạn đồng hành của cô gái đang thảo luận cách cứu cô.
Họ định gọi điện báo cảnh sát để cầu cứu, nhưng thật tiếc, nơi này hoang vu hẻo lánh, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Vì vậy, họ quyết định một người lái xe đến đồn cảnh sát cầu cứu, những người còn lại đi tìm cô gái. Nhưng không ai ngờ rằng, người lái xe đi cầu cứu, thật không ngờ lại ở trên đường lại gặp con dê đen đó. Một nhóm điên rồ đã bị phơi bày, thật đáng xem. Lại gặp con dê đen đó. Xe ô tô đâm vào lề đường, bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu kỳ quái của dê. Tài xế sợ hãi phát mồ hôi lạnh, anh ta từ từ quay đầu nhìn về ghế phụ, bỗng phát hiện một con dê đen với đôi mắt trắng dã. Biến đi! Đối mặt với sự cắn xé của dê, tài xế liều mạng phản công. Anh ta lấy ra một cái hộp sắt, đập mạnh vào con dê và nhét cái hộp sắt vào miệng con dê. Thật tiếc là không có tác dụng. Này, thằng điên kia, cậu cũng coi tôi là đồ ngốc à? Tôi hỏi cậu có coi tôi là đồ ngốc không? Đồ chó! Tài xế sống dở chết dở, sau một hồi vật lộn, cuối cùng đã thoát khỏi xe. Sáng hôm sau, cô gái được hai anh em cứu tỉnh dậy, nhưng lúc này, cô vẫn cho rằng hai anh em là kẻ xấu. Cô cầm một cây xà beng chuẩn bị lén lút trốn thoát, nhưng lại tình cờ gặp phải anh trai trong hai anh em. Trong lúc hoảng loạn, cô nâng cao cây xà beng, đập về phía đối phương. May mắn thay, cây xà beng bị khung cửa chặn lại. Cô gái thấy không còn hy vọng trốn thoát, suýt nữa đã sụp đổ. Nhưng khi hai anh em giải thích rõ ràng mọi chuyện, cô gái cuối cùng hiểu rằng hai anh em không phải là kẻ xấu. Tuy nhiên, bạn của cô gái vẫn còn trong sự hiểu lầm và đã thành công tìm ra nơi ở của hai anh em, chuẩn bị cứu cô gái. Vào lúc này, người anh đang cưa gỗ vô tình cưa trúng một tổ ong. Anh ngay lập tức bị đàn ong bao vây tấn công, đau đớn vung cưa điện loạn xạ. Người anh đang tránh khỏi sự trích của ong, nhưng các bạn của cô gái lại hiểu lầm rằng đây là bọn xấu muốn giết họ, ngay lập tức quay người và chạy trốn điên cuồng. Một sự hiểu lầm lớn như vậy thật sự khiến người ta vừa buồn cười vừa tức cười. Ba người bạn nam đã chạy mất dạng. Cô gái chạy chậm nhưng đã bị người anh cầm cưa điện đuổi kịp. Ong vỏ vẽ đến rồi, nhanh lên, chạy đi. Nhưng điều đáng sợ đã không xảy ra. Ngược lại, cô gái vì quá sợ hãi đã chạy loạn, đâm đầu vào một cái cây lớn. Cô ấy không bị thương nặng, rất nhanh đã đứng dậy và tức giận đá một cái vào cái cây. Không ngờ rằng, một cành cây khô trên cây bị rung rơi xuống, đúng lúc đâm vào cơ thể cô gái. Điều đáng sợ hơn là, do địa điểm cô gái chết quá gần với phong ấn của quái vật dê, nên bị quái vật dê coi như một cuộc hiến tế. Chỉ cần 5 mạng sống là có thể hoàn toàn giải trừ phong ấn, quái vật dê có thể thoát khỏi địa ngục trở về nhân gian. Anh trai bị ong đốt thành đầu heo, cuối cùng đã thoát khỏi đàn ong và quay lại căn nhà gỗ. Trong khi đó, những thanh niên đã chạy trốn cũng quay lại theo con đường cũ, phát hiện ra đồng đội nữ bị cành cây xuyên qua cơ thể. Thật tiếc là họ không biết đây là một tai nạn, khẳng định cái chết của cô gái là do gã sống trong căn nhà gỗ gây ra, la hét đòi báo thù. Lúc này, cô gái đang vui vẻ giúp hai anh em làm việc, một người đang đập gỗ, một người đang đóng thùng gỗ. Cô gái đóng đinh lung tung, chơi rất vui. Sau khi thùng gỗ được đóng xong, cô gái còn nằm vào trong, yêu cầu người khác chụp ảnh cho mình. Nhưng trong mắt đồng đội của cô gái thì lại như thế này: kẻ điên, anh ta đang chụp ảnh để chôn sống. Nhưng trong mắt đồng đội của cô gái thì lại như thế này: để cứu cô gái, họ chuẩn bị tấn công bất ngờ hai anh em. Hai người trong số đó phụ trách xử lý em trai trong hai anh em, người còn lại sẽ đối phó với người anh đang đập gỗ. Anh ta đã dùng hết sức lực nhưng lại không làm tổn thương đối phương chút nào, bởi vì con dao phóng hoàn toàn không bay ra ngoài mà lại đâm trúng một chân của anh ta. Hai tình huống còn lại cũng không khá hơn là bao. Họ cầm gậy gôn, vừa định lao tới tấn công bất ngờ thì bị cô gái phát hiện. Ngay lập tức, em trai trong hai anh em cũng quay lại chào, vô tình đá dây điện vào trong vũng nước. Hai người bạn nam nóng lòng cứu người thì cực kỳ căng thẳng, chỉ có thể gào thét lao lên, nhưng lại đúng lúc bước vào vũng nước có điện. Những người bạn phía sau thấy vậy cũng chỉ có thể cắn răng lao lên, lại bị dây điện vấp ngã, bất ngờ ngã vào chiếc hộp gỗ vừa được đóng đinh, suýt nữa bị đinh lộ ra đâm vào đầu. Nhưng không ngờ, câu lạc bộ gôn bay khỏi tầm tay, vừa rơi xuống đã đúng lúc đập vào đầu anh ta, dẫn đến đầu anh ta cuối cùng vẫn bị đinh sắt đâm thủng, và thằng nhóc bị dao bay trúng chân. Sau khi cơn đau dịu lại một chút, quyết tâm lao về phía kẻ sát nhân trong mắt anh ta, lại bất ngờ lao đầu vào máy nghiền gỗ. Mày là ai? Mày đang làm gì ở đó? Nói ra đi. Chuỗi sự cố này tạm thời khiến ba người nhận hộp cơm. Hai anh em vừa bối rối vừa hoảng sợ. Cô gái còn ngất xỉu, phong ấn của quái vật dê cũng đang từ từ sụp đổ. Còn cần hy sinh hai mạng người thì có thể hoàn toàn giải trừ phong ấn. Trong khi đó, người bạn đi tìm cứu cũng cuối cùng đã đưa hai viên cảnh sát đến nơi. Nhưng xe cảnh sát khi đến nơi đã vô tình cán qua một cái cào sắt. Cái cào sắt đã đâm thủng bình xăng, nhưng các viên cảnh sát hoàn toàn không phát hiện ra. Sau khi họ nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc tại hiện trường, cũng như những người khác,
cũng đã nhầm tưởng hai anh em là kẻ giết người. Gã trước đó bị điện giật cũng đã tỉnh lại. Sau khi vài người bàn bạc chuẩn bị bắt sống kẻ giết người để giải cứu con tin, một viên cảnh sát đã tìm thấy thành công và đã khống chế được hai anh em. Hai anh em nằm trên đất vừa định giải thích thì bất ngờ đã xảy ra. Cơ thể của viên cảnh sát dựa vào cột phía sau, không ngờ cột lại đổ ầm xuống. Bảng gỗ có đinh vừa vặn rơi trúng đầu viên cảnh sát. Viên cảnh sát vật lộn bước ra khỏi căn nhà gỗ, hai anh em cũng theo ra. Vào khoảnh khắc ngã xuống đất, súng ngắn bị bắn ra một cách bất ngờ, viên đạn trúng vào nhiên liệu rò rỉ từ xe cảnh sát, lửa bùng lên ngay lập tức. Hai anh em muốn dập lửa nhưng không ngờ chai nước chứa dung môi dễ cháy, không những không dập được lửa mà còn làm cho ngọn lửa càng dữ dội hơn và gây ra vụ nổ. Vụ nổ đã bắn bay cái cao sắt. Cảnh sát trên mặt đất vừa định đứng dậy thì bị cái cao sắt trúng vào đầu, hoàn toàn mất mạng. Hai anh em hoàn toàn bàng hoàng. Bạn của cô gái nhanh chóng nhặt khẩu súng của cảnh sát nhắm vào hai anh em bắn. Họ chỉ còn cách trốn vào trong nhà. Bạn của cô gái thấy vậy chỉ còn cách đe dọa bằng con chó của họ. Người em trong hai anh em rất nóng lòng cứu chó, đội mũ bảo hiểm và lao ra ngoài dùng súng bắn đinh bắn lại với bạn của cô gái. Người anh thì nhân cơ hội vòng ra sau lưng đối phương để cứu chó, không ngờ lại bị phát hiện. May mà súng của đối phương không còn đạn, anh trai mới may mắn thoát cùng với chú chó. Đối phương thì đã đuổi theo. Khi cô gái duy nhất có thể giải thích hiểu lầm tỉnh dậy thì đã quá muộn. Trên mặt đất đã nằm vài thi thể, anh trai không thể thoát được, bị bạn đồng hành của cô gái bắt giữ và bị trói vào một cái cây lớn trong rừng. Em trai đến để cứu nhưng đã bị đánh ngã xuống đất. Cô gái lập tức vội vàng giải thích hiểu lầm. Ngay khi hiểu lầm được giải quyết, trong rừng lại vang lên tiếng kêu kỳ lạ của cừu. Hóa ra cái chết của hai viên cảnh sát cộng thêm ba người đã nhận cơm hộp trước đó đã hoàn toàn giải trừ phong ấn của quái vật dê. Quái vật dê đã được tự do nhập vào bạn nữ đồng hành đã chết trước đó, bước về phía mọi người. Paula. Quái vật dê đuổi theo một người trong số họ. Mọi người đã cứu anh trai trong hai anh em, vội vàng trở về căn nhà gỗ. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy đó là gã vừa bị quái vật dê đuổi. Có vẻ như anh ta đã bị giết, bị quái vật dê chiếm hữu. Mọi người hoảng sợ, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Không ngờ quái vật dê lại đột nhập qua cửa sổ. Và mục tiêu hàng đầu chính là người bạn tốt của anh ta khi còn sống. Người đó muốn bạn làm cái chết tiệt. Cái này. Và mục tiêu hàng đầu chính là người bạn tốt của anh ta khi còn sống. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, người bạn tốt bất ngờ rút ra một tờ bùa từ trong túi. Nhưng không ngờ rằng tờ bùa không có tác dụng gì cả. Quái vật dê liền nhảy lên đầu anh ta và cắn xé. Cô gái và hai anh em nhanh chóng bắt tay vào cứu. Người em trong hai anh em mạnh mẽ vô cùng đã thành công kéo được quái vật dê và ném nó vào trong hầm. Khi ba người đang nhìn vào hầm, quái vật dê đột nhiên lao ra. Họ đã đóng tấm ván ở cửa ra vào. Sau đó họ cố gắng đè lên trên để ngăn quái vật dê thoát ra. Thật không may, quái vật dê đã đâm thủng tấm ván, kéo anh ấy, người bạn sống sót cuối cùng, xuống. Thấy vậy, ba người chỉ còn cách tính toán chạy trốn. Nhưng không ngờ, một ông lão trông giống như một linh mục đã lao vào. Hóa ra ông lão đã từng chứng kiến linh mục trừ quái vật dê và đã nhận được truyền thừa từ linh mục. Ông cũng trở thành một linh mục. Ông cảm nhận được quái vật dê lại xuất hiện trên trần gian nên đã vội vàng chạy đến. Chỉ trong khoảnh khắc này, quái vật dê đã lao ra khỏi hầm và nhảy lên sàn nhà. John Baphomet, trở về nơi bạn đã đến. Ở đây không có chỗ cho bạn. Ông lão có chút kinh nghiệm, ngay lập tức bắt đầu nghi lễ trừ tà. Nhưng khả năng của ông lão hoàn toàn không phải là đối thủ của quái vật dê. Baphomet, hãy từ bỏ đi, trở về địa ngục đi. Hắn có vẻ không phải là một ông lão bình thường. Muốn trừ tà ít nhất phải tạo ra vòng bảo vệ bằng muối đá, John. Xin lỗi. Các người đây đều sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết. Nhưng khả năng của ông lão hoàn toàn không phải là đối thủ của quái vật dê. Anh trai nhìn chằm chằm vào quái vật dê kiêu ngạo, vô tình liếc thấy thùng dầu đang rò rỉ trên mặt đất. Vì vậy, anh ta nảy ra một ý tưởng, lặng lẽ rút ra chiếc bật lửa. Vào khoảnh khắc trước khi ngôi nhà phát nổ, họ đã thành công thoát ra ngoài. Sau đó, quái vật dê cũng theo ra. Bởi vì ngọn lửa của con người hoàn toàn vô dụng với quái vật dê, những người đã chết trước đó cũng đều trở thành con rối của quái vật dê. Anh trai là người đầu tiên cầm búa chuẩn bị chiến đấu, nhưng anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của con rối.
em trai cũng đành tham gia vào cuộc chiến, nhảy lên xe và cầm lấy cưa điện. Vào thời khắc quan trọng, cưa điện khởi động, một phát đã tiêu diệt được con rối lao tới. Sau đó lại dùng cưa điện cứu anh trai, nhưng hai anh em hoàn toàn không kịp thở, bởi vì quái vật dê cũng lao tới. Này, con quái vật này, trả lại nhà của tôi đi. Cậu cũng đến đây mà kéo một lần đi. Hai anh em vui mừng quá sớm, quái vật dê đột nhiên bay lên, đâm trúng đùi của anh trai, em trai cũng bị một cú đánh bay đi. Quái vật dê thật sự rất khó đối phó, phương pháp vật lý hoàn toàn không thể tiêu diệt nó. Chỉ có một pháp khí duy nhất có thể đối phó với quái vật dê, đó chính là khẩu súng lục bằng bạc của linh mục năm xưa. Những viên đạn bằng bạc bên trong đã được thần linh ban phước, có thể đánh con quái vật dê xuống địa ngục. Dưới sự hướng dẫn của ông lão, cô gái may mắn tìm thấy khẩu súng lục bằng bạc của linh mục năm xưa, nhưng khẩu súng đã bị gãy thành hai đoạn. Cô gái nhìn vào bên trong viên đạn bằng bạc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, dường như nghĩ ra một cách hay. Khi hai anh em sắp chết dưới tay con quái vật dê, thì từ phía sau vang lên tiếng gào thét của cô gái, đến lúc xuống địa ngục rồi. Nếu muốn giết, hãy giết tôi trước, thả ra. Thì ra, cô gái đã nhét viên đạn bằng bạc vào súng bắn đinh. Quái vật dê quả thật sợ viên đạn bằng bạc của linh mục, dưới lệnh của cô gái, đã bỏ chiếc cưa điện trong tay và biến thành đồng minh của cô gái cầu xin tha mạng. Nhưng cô gái hoàn toàn không bị lay chuyển, quyết tâm bóp cò. Nhưng không ngờ, súng bắn đinh lại không có phản ứng, bởi vì súng bắn đinh hoàn toàn không được kết nối với bình khí. Quái vật dê nắm bắt cơ hội, một tay kẹp chặt cổ cô gái, tình huống cực kỳ nguy cấp. Vào thời khắc quyết định, hai anh em nhanh chóng nhặt ống khí của súng bắn đinh, sau đó họ kết nối nó với bình khí. Cô gái nắm bắt cơ hội, cô đá một cái vào quái vật dê, sau đó cô nhặt lại súng bắn đinh và bóp cò. Viên đạn khắc hình thánh giá và có dấu ấn, ngay lập tức bắn nổ đầu quái vật dê. Linh hồn của quái vật dê buộc phải rời khỏi cơ thể con người, vật lộn muốn trốn thoát, nhưng không ngờ trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, nắm chặt quái vật dê. Cái gì vậy? Bầu trời ngay lập tức từ bóng tối trở lại ánh sáng, quái vật dê lại bị phong ấn hoàn toàn. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm tổn thương con dê đen, nếu không, quái vật dê có thể sẽ lại giải trừ phong ấn. Câu chuyện đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo.